Thưa quý vị, ngày 23 tháng 10, tàu du lịch biển quốc tế Coral Princess, còn gọi là công chúa sang hô, quốc tịch Bermuda, do hãng tàu Princess Crosses thuộc tập đoàn Carnival Corporation and PLC Mỹ điều hành, đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong hải trình dọc biển Việt Nam. Đây là một trong ba chuyến tàu du lịch biển quốc tế mà đơn vị dự kiến đón trong cuối năm 2024. Ông Đỗ Thanh Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại lý Hàng Hải Hải Đăng Nha Trang cho biết, tuy chưa xác định được các chuyến tàu tiếp theo sẽ cập cảng Cam Ranh sắp đến, tuy nhiên, việc tàu Coron Princess đến với Khánh Hòa hôm nay là một nỗ lực của đơn vị và có sự đồng hành từ ngành du lịch và các đơn vị liên quan, nhất là khi việc cảng Nha Trang đang sửa chữa và nhiều chuyến tàu biển du lịch đã hủy trong thời gian vừa qua theo sở du lịch khánh hòa sau khi gặp cảng quốc tế cam ranh khách du lịch sẽ được tổ chức các tour tham quan thành phố nha trang ngoại thành nha trang tour tham quan thành phố nha trang bằng xích lô tham quan sông cái tour làng quê